Mến chào tất cả anh chị và các bạn. Hôm nay em sẽ review và chia sẻ cho anh chị một số cái mẫu mà thuộc về cái mẫu đánh trống. Thì đầu tiên á, cái mẫu đánh trống á thì nó có nhiều mẫu lắm anh chị và các bạn. Thì anh chị và các bạn xem những mẫu mã nào cảm thấy đẹp á thì có thể mình cắt chụp ảnh lại gửi đến những cửa hàng đồ chơi lân cận. Cảm thấy đẹp á thì mình lấy mình buôn bán, còn ba mẹ cảm thấy hay á thì mua về con em ta chơi. Thì nói đến cái mẫu mã của cái đồ chơi đánh trống này thì nó cũng đơn giản thôi. Đó, sau khi anh chị và các bạn mua về ha, thì anh chị và các bạn tháo bọc ra, ta lắp vào ha. Ở đây nó có hai cái lỗ nè, ở đây là thuộc gì, cái này là cái gì? Cái là chưa bắt với, chưa bắt giới đánh trống nha anh chị và các bạn, chưa bắt giới đánh trống. Ở đây là con gì? Đây là con chó đốm nè. Cho đến bên trong thì khi ta mua về chúng ta phải tháo bọc ra hết, chúng ta lắp cái trống vào ha. Đây là con gì? Đây là con Pikachu đánh trống anh chị và các bạn. Đây là con gì? Đây là con Hebet 3 nha, Hebet 3 đánh trống nha anh chị và các bạn. Bây giờ em sẽ nói chi tiết về từng sản phẩm luôn để cho anh chị và các bạn cập nhật xem ha, mẫu mã nào cảm thấy bán được thì lấy về bán. Ở đây cho tôi. Thì cách chơi thì em sẽ làm review cho một con thôi, còn tất cả các con khác thì cách chơi cũng như nhau ha. Rồi em, thì thứ nhất là em sẽ review về con chó đốm bánh trống nè. Đó, thì ở đây nó có nè, anh chị các bạn xem nè. Ta vặn lên 4 vòng ha. Lưu ý là chúng ta vặn cái này nè, vặn cái này. À, nó vừa cứng thôi, nó vừa cứng lò xo thôi nha anh chị và các bạn. Mình dạy con em chúng ta, chứ con em chúng ta mà dặn quá là nó sẽ bị tuôn cái lò xo luôn á. Rồi sau đó chúng ta buông ra. Thì cái con này sẽ đánh trống anh chị các bạn ha. Anh chị các bạn xem ha. Đó, thì cái chức năng chơi của tất cả con này là giống gì đó anh chị và các bạn. Khi con này đánh trống á, thì anh chị và các bạn để ý ha. Nè, anh nhìn chưa bắt giới này em sẽ để bình thường, em để bằng phẳng. Thì chưa bắt giới sẽ tự động lắc qua lắc lại ha. Nhìn cũng rất là dễ thương, rất là đáng yêu. Thì tất cả các mẫu mẫu nào cũng vậy anh chị các bạn. Thì mình dặn lên 4-5 vòng để là tự động nó sẽ lắc qua lắc lại. Rồi. Tới con Hebet 3. Hết ban chị các bạn xem, em cho anh chị các bạn xem xung quanh ha. Thì cái màu sắc nó cũng như vậy đó, nó cũng cách chơi như vậy thôi. Mình vặn 4-5 vòng đó, chị cứ để ra tự động lắc, nhìn rất là dễ thương, rất là đáng yêu. Rồi này là con Pikachu ha, chị các bạn xem nè. Cách chơi cũng tương tự. Về màu sắc thì em nói như thế này nha, chơi đốm á đùm quá, về màu sắc á, thì con chó đốm này á, là nó chỉ có một màu thôi, tại chó đốm là màu trắng nha anh chị các bạn, thì nó một màu thôi hiện tại em cập nhật đó, thì có một màu sắc cái gì. Còn Pikachu cũng vậy, Pikachu nó cũng một màu là màu vàng ha, màu vàng nha anh chị các bạn. Chưa bắt giới này có thể là màu xanh hoặc có thể là màu đỏ, nhiều màu ha.
nhưng mà màu sắc thì sẽ được lấy ngẫu nhiên nha anh chị và các bạn. Khi anh chị và các bạn đặt hàng á thì nó sẽ được lấy ngẫu nhiên. Và con Helvet 3 này cũng vậy, nó cũng được bóc ngẫu nhiên nha anh chị và các bạn. Đó, được bóc ngẫu nhiên. Rồi, hôm nay em sẽ review cho anh chị cách mẫu đồ chơi như vậy thôi. Cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn anh chị trong một cái sản phẩm mới nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Bye bye.